Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận dịch vụ mọi lúc mọi nơi trên các phương tiện khác nhau. Đây là nội dung được các cấp ủy chính quyền thành phố Phúc Yên thực hiện và coi đây là chìa khóa nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của thành phố Phúc Yên, được bố trí khu vực hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính trên môi trường điện tử với hệ thống tra cứu, nhập dữ liệu đồng bộ, hiện đại. Khi người dân không thực hiện các bước đăng ký hồ sơ trực tuyến, có thể đến trực tiếp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố để được hướng dẫn thực hiện. Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ của các bộ phận nhờ đó cũng được nhanh chóng, thuận lợi hơn. Người dân doanh nghiệp vì thế cũng không phải chờ đợi. Thủ tục hồ sơ thì hiện tại là mình sẽ cần phải scan mấy giấy tờ sổ đỏ và đơn xin xóa thế chấp. Đó là mình đăng ký trực tuyến và mình nộp lại bàn kia thôi. Bây giờ theo chính sách thì mình đã nộp trên hệ thống online rồi. Và nói chung là cho đến bây giờ thì mình cảm thấy rất là thuận lợi. Nhất là nhanh chóng, thứ hai là đến thì chỉ cần xếp hàng chờ một lúc thôi. Bên cán bộ, bên tài nguyên môi trường cũng không phải nhập hồ sơ mà chỉ việc in ra và ký thôi. Thì rất là nhanh chóng. Với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, đồng bộ, chuyên nghiệp, từ năm 2022, thành phố Phúc Yên đã thực hiện giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã phường về thực hiện một số nội dung theo cơ chế một cửa liên thông, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Nếu như năm 2021, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố chưa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến toàn trình nào, thì từ năm 2022 đến nay, tỷ lệ vụ công toàn trình và một phần của thành phố đã đạt trên 54%. Để nâng cao chỉ số cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước về cải cách hành chính, thì Ủy ban thành phố Phú Yên đã yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu về công tác lãnh chỉ đạo trong việc cải cách hành chính, đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn tích cực rà soát các thủ tục hành chính mà còn rườm rà và bãi bỏ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và đồng bộ cái quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông từ thành phố đến xã phường và trong các cơ quan đơn vị của nhà nước, đặc biệt là chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức, kỷ luật kỷ cương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với phương châm đổi mới tư duy từ nền hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, xây dựng chính quyền đồng hành phục vụ hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân, thành phố Phúc Yên đã và đang thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến, tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đồng thời tích cực triển khai các bước xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.